trước. Anh Lâm. Ai đây? Ta là Năm Chum, cư sĩ tu trên núi 10 năm mới xuống đây để phù hộ cho bà con dân làng mình. Ta đã được thần linh ban cho một phép màu giao thương giao kéo bếp nhép. Từ khi con gia nhập vào trong cái hội thần linh bắp sen hồng, cuộc đời con lên hương luôn. Cái gì? Trúng số hả? Ừ, mấy người trúng số thường hay tới số lắm á. Biết đâu được, sống hết đêm nay, mai đi xa rồi. Mày mới tới số nha, tao đạp mày xuống gặp thằng bá giờ. Ta sẽ thông báo, đúng giờ này 2 ngày sau, hội của chúng ta sẽ tổ chức kết nạp thành viên chính thức. Thành viên đó chính là cô Mộng Trinh. Dạ, con tạ ơn thần linh. Cảm ơn thần linh cho con sớm có chồng đại gia. Ừ. Đừng nói hai đứa mày yêu nhau nha. Cái gì? Mới nói gì vậy? Yêu nhau hả? Anh bị điên à? Nè, bây giờ anh có cho tôi 200.000 tiền anh trúng cái số á, tôi còn không yêu nữa. Chỉ có chó mới lấy anh thôi. À, chỉ có chó mới quen chó thôi. Chó. Đứa mày sửa rồi nghe đây.